Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu muốn anh người em yêu buồn đau, em đừng cần những thứ cao xa. Nếu dẫu nay họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muôn vàn. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã